Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách lựa chọn địa điểm kinh doanh như sau. Thứ nhất, các bạn nên chọn mặt bằng đường hai chiều. Thì mặt bằng đường hai chiều được cái là người qua lại rất nhiều nè, dễ di chuyển xe cộ, dễ quay xe, thuận tiện cho việc mua bán và mở quán cà phê. Mặt bằng đường một chiều á thì xe cộ khó di chuyển hơn, không thuận tiện quay xe cộ, nhất là có lúc họ muốn quay lại vô quán cà phê mình chúng ngay cái lúc đó, cái đường nó một chiều thì họ không thể vô được. Thì ngoài ra các bạn nên chọn những lộ giới khoảng 16 m, 20 m, 30 m. Đây là những con đường có lộ giới đẹp, xe cộ dễ di chuyển, tốc độ vừa phải. Còn nếu bạn chọn những cái con đường mà lộ giới khoảng 60 m lớn quá thì họ chỉ chạy xe thôi, họ không có quay lại. Rồi đoạn đường không cấm dừng đổ xe. Rồi ngoài ra bạn nên chọn mặt bằng mặt tiền đường, hoặc chọn ngã ba đường hẻm, ngã tư đường, góc đường để dễ thuận tiện cho kinh doanh. Mặt bằng gần khu dân cư đông nè, gần trường học nè, khu công nghiệp nè, gần chợ. Thì đây là những nơi tập trung rất đông con người nè, dễ buôn bán, mở quán cà phê. Mặt bằng có vỉa hè ít nhất phải là 2 m nè, có cây trước vỉa hè thì càng tốt, tránh cột điện chính giữa trung tâm quán cà phê. Mặt bằng có vỉa hè từ 3 m trở lên thì nó quá tốt cho mình rồi, có cây trước vỉa hè thì càng tốt. Thì lúc đó mình sẽ để xe cộ dễ dàng hơn, sẽ có chỗ dễ giữ xe. Rồi làm sao để khách hàng dễ trông thấy quán cà phê của bạn là càng tốt hơn. Mặt bằng trần nhà quá cao thì không gian sẽ bị lõm, có nghĩa các bạn phải chọn mặt bằng trần nhà nó vừa phải thôi, cũng không nên quá cao. Rồi chọn những mặt bằng đối diện công viên, kênh, xong thì quá tốt. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.